Chào mừng các bạn đến với Wing Channel. Rất vui được tản mạn cùng mọi người trong tập tiếp theo của Wing nói về đất nước, con người Việt Nam. Đa số những người nước ngoài đã thưởng thức các món ăn của Việt Nam đều có nhận xét chung là ẩm thực Việt Nam có sức hấp dẫn đặc biệt bởi sự kết hợp rất cân bằng, hài hòa giữa thịt cá với các loại nguyên liệu chủ yếu là các loại rau, củ quả, hạt, thủy hải sản. Khẩu vị của món ăn Việt không thiên lệch quá nhiều về một cực nào nên rất dễ hợp khẩu vị với nhiều quốc gia. Món Việt không cần nhiều dầu mỡ như món Hoa, không dùng quá cay như món Ấn, không thiên về bơ, sữa như các món ăn Âu. Trong khi ẩm thực miền Bắc đặc sắc ở những món nấu như phở, miến, bún, nhờ nước dùng tinh tế, thuần nhất về mùi vị thì ẩm thực miền Trung, đặc biệt là các món ăn Huế thì lại thiên về tính đa vị. Nhiều nguyên liệu lẫn gia vị, món ăn miền Nam thì có ưu điểm nhiều rau như các món gỏi, cuốn. Quan trọng hơn cả, ẩm thực Việt gây ấn tượng với nghệ thuật bày trí, kết hợp gia vị hài hòa và có nước mắm chấm rất đặc trưng. Sau đây mình xin được tổng hợp top 6 món ăn Việt Nam ấn tượng với người nước ngoài. Xếp vị trí thứ 6 là món bún chả. Cũng như nhiều món chấm khác thì bún chả gây ấn tượng, nhất là ở cái phần nước chấm. Ngoài giấm gạo ngâm tỏi lấy vị chua, người Hà Nội còn dùng sấu luộc để nguyên quả cho vào nước trong. Giấm sấu không chua bằng giấm gạo nhưng lại rất dễ ăn, vừa miệng. Đây là vị rất riêng tạo nên sự tinh túy trong từng giọt nước chấm. Bún chả được CNN bình chọn là một trong 25 món ăn mùa hè hấp dẫn nhất thế giới vào năm 2013. Chắc nhiều bạn còn chưa quên món bún chả Obama từng gây sốt một thời nhỉ? Đó chính là ẩm thực Việt Nam, không cần phải quảng cáo rầm rộ, không cần phải cầu kỳ chế biến, nhưng nó lại làm cho người ta phải nhớ mãi không quên. Vị trí thứ 5 là nem rán. Nem rán được những đầu bếp tạo ra nhiều phiên bản để phù hợp với những vị khách đến từ nhiều nền văn hóa thế giới và được CNN bình chọn là top 10 những món ăn ngon nhất Việt Nam. Nem rán từ lâu cũng đã cùng với phở là những đại sứ của ẩm thực Việt Nam. Đa phần người nước ngoài họ tiếp cận với món ăn Việt Nam qua hai món là phở và nem rán. Phần vì tham quan du lịch ở Việt Nam, phần vì được ăn từ những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, những người con Việt Nam xa quê hương, dùng ẩm thực để thương nhớ về quê hương đất nước. Và thông thường những người bạn nước ngoài đó thì đều mê ngay các món ăn này. Nào là nem rán truyền thống, nem rán hải sản, tất cả các hương vị đều được kết hợp vô cùng tinh túy và hấp dẫn, làm cho người ta nhớ mãi không quên. Vị trí thứ 4, chả cá Lã Vọng. Bất cứ du khách nào có cơ hội đến Hà Nội đều không bỏ qua món chả cá Lã Vọng. Món ăn được nhắc đến trong mọi cuốn sách hướng dẫn du lịch bỏ túi. Tác giả Patricia Scott đã đưa món chả cá Lã Vọng vào cuốn 1000 nơi nên biết trước khi chết. Hãng tin MSNBC chọn nhà hàng chả cá Lã Vọng Hà Nội là 5 trong 10 nơi nhất định du khách phải thử nếu có dịp ghé chân tới Việt Nam vào năm 2003. Đúng như câu nói với món chả cá Lã Vọng Hà Nội này là không ăn phí cả cuộc đời. Vị trí thứ 3, món phở. Nhắc đến Việt Nam là người ta sẽ nghĩ ngay đến phở, một món ăn được coi là quốc hồn quốc túy, tổng hợp tinh hoa ẩm thực tinh túy nhất của Việt Nam. Nước lèo từ ngọt vừa béo được chất lọc vị ngọt tự nhiên từ thịt xương hầm thật kỹ, hòa cùng với hương liệu cổ truyền được kết hợp một cách hài hòa, khiến cho tô phở ngon, ngọt mà không ngấy. Phở còn có rất nhiều loại khác nhau, biến tấu ra rất nhiều tô bún phở đi vào lòng người rồi gây thương nhớ. Từ phở gà, phở bò, phở thịt heo và thậm chí là phở cuốn, rồi chuyển đến các loại bún nước được chế từ nước xương như bún thang, bún bò Huế. Bạn có thể ăn bánh đa, bạn có thể ăn mì, ăn bún, ăn bánh phở, nhưng bạn không thể nào thiếu nước lèo thơm ngon được người nấu cất công ninh từ trong 5 đến 6 giờ đồng hồ, cất công chọn từng khúc xương, thớ thịt, luộc rửa sạch sẽ rồi mới cho vào nồi cùng với các hương liệu như quế, hồi, thảo quả, vân vân. Đó là nghệ thuật Việt, văn hóa Việt, tinh hoa của ẩm thực Việt. Xếp vị trí thứ 2 là món bánh xèo. Đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng bánh xèo giòn rụm vẫn nằm trong top 40 món ăn ngon nhất của Việt Nam do tạp chí CNN bình chọn. Bánh xèo nhân thịt, bánh xèo nhân hải sản, bánh xèo chay. Nói chung, các món ăn Việt Nam đều được biến tấu một cách rất đơn giản, khiến người ăn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Món bánh xèo được kết hợp vô cùng tinh tế giữa các gia vị đơn giản nhất, nhưng lại cần có một đôi bàn tay khéo léo để có thể đúc một chiếc bánh xèo vừa mỏng vừa giòn mà không bị ngấy.
do có thêm rau thơm, rau sống cuốn cùng lớp bánh tráng dai dai, mềm mềm để hòa quyện các hương vị của một nền văn hóa ẩm thực đặc sắc. Và đương nhiên là không thể thiếu được món nước chấm ăn kèm nữa. Các bạn ạ, người nước ngoài họ rất sợ mùi mắm cá, nhưng khi họ được thưởng thức món mắm chấm được làm từ mắm cá thì không thể nào quên, không thể nào ngừng ăn, ngừng chấm. Và xếp vị trí đầu tiên chính là món bánh mì. Đây là một thức ăn ngon, bổ rẻ được nhiều du khách nước ngoài tìm đến nhất. Và đây cũng chính là ông lớn trong thế giới ẩm thực Việt Nam, khiến các thương hiệu burger nổi tiếng của nước ngoài phải đứng nhìn và rút quân về nước. Với đặc tính cơ bản là ngon, bổ rẻ, lại gần gũi với người Việt, không những vậy, còn được sáng tạo không ngừng nghỉ. Ngay cả chiến dịch giải cứu Thăng Long trong mùa dịch Covid cũng có thể xuất hiện một món bánh mì Thăng Long gây ra xíu những tín đồ ăn uống. Chẳng thế mà bánh mì của Việt Nam được tạp chí National Geographic Mỹ liệt kê vào top danh sách 10 món ăn hấp dẫn nhất thế giới. Vâng, 6 món ăn trên là những món ăn được du khách tìm đến mỗi khi đặt chân tới Việt Nam. Nhưng quan điểm cá nhân của tôi thì thấy họ vẫn chưa biết hết được các món ăn đặc sắc của Việt Nam mà thôi. Còn nếu được thưởng thức hết nền ẩm thực của Việt Nam, họ sẽ rất khó để đưa ra kết quả bình chọn. Vì quá nhiều, quá phong phú, quá đặc sắc. Đất nước chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ bé, nhưng lại có 54 dân tộc anh em. Mỗi một dân tộc đều có những nét đặc sắc về văn hóa cũng như ẩm thực vô cùng hấp dẫn. Con muốn tìm hiểu hết cũng phải mất cả đời để dành tình yêu thương với đất nước này mới có thể tìm hiểu được. Có đôi khi là một đời còn chưa đủ. Bản thân tôi là người Việt, nhưng cũng rất còn nhiều món ăn mà mình vẫn chưa biết hết được. Chứ đừng nói là những người nước ngoài. Các bạn nghĩ sao về top các món ăn này? Hãy bình luận những ý kiến của mình bên dưới để cùng nhau chia sẻ các ý kiến của mình với Winnie nhé. Và đừng quên like, share, follow kênh để nhận được những video mới nhất của Winnie nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.